chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thư Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714 và 7146577866. Ev Princess Cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm không chín Happy Chew chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 -7889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1800 990 8319 princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District Good morning. Ngọc Lan Hoàng Chuẩn Thủy trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả. Chào đón quý vị trở lại với chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV ngày hôm nay người đã chào Ngọc Lan. Xin chào anh Thủy, kính chào quý khán giả. Chúng tôi nói chuyện với nhau và chuẩn bị vào cuối tuần này Happy New Year. Dạ yeah, chưa gì hết mà. <laughs> Mình vừa trải qua một cuối tuần tiệc tùng uh... <laughs> À, gì Christmas à. thì uh, ngày hôm qua cái bắt đầu Ngọc Lan đi đi Costco đi mua sữa thôi cái nó xong mà đông đông nó đông, đông kỳ lạ nó đông rất là đông cái chợt nhớ ra cuối tuần tới nữa mình lại cuối tuần này nè mình lại new year họ lại mua là... thịt mua đồ hết tại vì ăn hết để cho giáng sinh rồi bây giờ phải <laughs> chuẩn bị cho cuối tuần này nữa không khí lễ hội là tấp nập có nghĩa là chưa bao giờ mình cảm giác là Ờ, mình mình này vui lễ ăn lễ chơi lễ nó dồn dập như năm nay đó ở rồi sau cái tết tây rồi tới tết ta nữa sau tết tây cuối tuần này là tết uh, tết tây ha xong cái mới chuẩn bị cái là lý do sài gòn tv là chuẩn bị yeah. cái uh, thi gói bánh trưng bánh tét ở ngay phước lộc thọ ừ. xong vừa kết thúc đó cái mình lại nhào vô nhào tết. Vô cái tết yeah. cho nên quý vị lắm. Uh, phải chuẩn bị đầy đủ <laughs> nhưng mà quan trọng là ra ngoài thương xá Phước Lộc Thọ như chúng tôi quảng cáo ngày 15 tức là sau ngày cúng ông táo một ngày dạ, đúng hay rồi. là sau à, ngày cúng ông táo ngày một ngày, ngày là dạ. chúng ta sẽ có rất là vui để chuẩn bị đón Tết à, nhưng mà mình sung sướng Ở miền Nam California quý vị ra đường tại sao nó trời nó đẹp như thế đúng à? rồi, ấm Chủ nhật trời quá sao rồi. lạ ghê hả ta năm nay giáng sinh ấm nên là mấy năm trước nó cũng ấm nhưng mà năm nay nó ấm lạ thường do ảnh hưởng của cơn bão bên phía miền đông Rồi một bên thì quá lạnh một bên thì lại ấm áp vô cùng Và chúng tôi nhìn thấy các du khách họ rất là hài lòng Khi mà họ đã chọn đúng nơi để đến đây rất nhiều người từ Texas hoặc là từ ở thậm chí New York nữa Họ tình cờ thôi thì họ hàng năm họ có gia đình ở đây họ tình cờ họ búc vé trước Nhiều người búc cả mấy tháng luôn để chuẩn bị cho Giáng sinh và New Year họ ở lại Và New Year luôn Thì họ sang được miền Nam California Nói chung là sang những nơi ấm Còn những hình ảnh mà chúng tôi được hãng thông tấn Reuters gửi về đó Cho thấy là Trong mấy ngày nay Thưa quý vị tình trạng rất là thê thảm Như quý vị nhìn thấy Bên phía bờ biển ở New York Đây là một trong những cái nhà hàng oh. Và họ nói không những nhà hàng Mà những căn nhà phía bên trong Biển đó ở tiểu bang New York là nó như thế này đây, nó khủng khiếp, nó biến những cái căn nhà, những cái nền kiến trúc này nó trở thành nó gọi là những cái kiến trúc đá, bởi vì không có ai ra vào được rồi, à, tình trạng thê thảm luôn trong uh, liên tục. Trước uh, Giáng sinh thì tin tức mình đã biết được từ hôm thứ năm tuần rồi là bão ập vào đây mà kéo dài tới giờ luôn. Yeah, um, nghe nói là bao nhiêu ngàn chuyến bay bị hủy bao Không nhiêu ngàn thích. hành khách bị kẹt lại ở phi trường từ yeah. nhất là đặc biệt là là hôm giáng sinh yeah. nhiều lắm um, và cũng chính từ cái chuyện mà nó lạnh lẽo như thế này nó cũng có một câu chuyện rất là thú vị trong cái ngày giáng sinh dịp giáng oh. sinh vừa rồi mà mình nghĩ Ừ, mình nghe giống như là mình nghe chuyện cổ tích vậy đó ừ. là hôm vào tối ngày thứ vào vào ngày thứ sáu trưa ngày thứ sáu thì ở ngay khu vực mà New York Buffalo tự nhiên yeah. gia đình của một ông nha sĩ đó đang trong nhà bữa đó tuyết nó là tuyết rất là nặng tự nhiên ông nghe ông nghe tiếng đập cửa rầm 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 ngay buổi trưa ông ra thì thấy có hai người đàn ông mà người Korean đến nói rằng là xe của họ cái cái đoàn xe 10 người đi chơi ừ. bị lúng ở trong tuyết bây giờ họ đi tìm đến mượn uh, giống ừ. như là cái đồ để mà xúc để lấy cái xe ra. Cái uh, cái ông chủ nhà đó ông nói là chưa bao giờ mà nó tuyết nó nặng như vậy. Yeah. Thế là ông quyết định là thôi ông mời 10 người trong cái đoàn đó vô nhà ông tá túc luôn. Người Nam Hàn. Dạ, 10 người mời vô ở trong nhà này luôn để mà tá túc trong những cái cái ngày uh, lạnh lẽo đó thế là những người này ở đó ngày thứ sáu ngày thứ bảy sáng chủ nhật có xe khác đến đó thì cái chuyện này á, nó được uh, ông khi mà cái ông mà, mà chủ nhà đó là ông nha sĩ uh, ông viết ở trên facebook của ông ừ. thì bao nhiêu cái hãng báo chí người yeah. ta đến người ta đưa cái tin đó tại tiêu thú vị quá thì ở đây đó là, là Facebook của một trong những người khách ở trong nhà của ông ngày hôm đó <cười> <cười> họ lên à, anh chàng này cũng lên nói rằng là đây là một cái kỳ mà giáng sinh đặc biệt nhất ở trong cuộc đời của anh này anh cũng chụp lại cái cảnh tuyết mà bị bị rơi rớt lại rồi cái lời cảm ơn đối với lại cái người người chủ nhà đó thì mình thấy đây là cũng là một cái chuyện khá là thú vị nhưng mà Ngọc Lan chỉ hơi, đây là ông chủ nhà, à, hơi Để ngạc nhiên quá. đó. Dạ, yeah, đây là bức nguyên một cái nhà. nhóm, và yeah, nguyên một cái nhóm khách. Hôm qua à, tôi nhìn bức yeah. ảnh tôi cười quá trời luôn. Dạ, yeah, yeah. đi bị bị kẹt trong tuyết đó. Nhưng mà cũng có người anh Thụy khi mà mình nói là cái chuyện mà tuyết ở miền Đông như vậy đó tràn ngập, có người nói rằng là không hề có, đó là tin giả. Ừ. Không có là what? Yeah. Họ nghĩ gì vậy trời, người Việt Nam ấy chứ. Ừ. Yeah. Uh mà điểm đặc biệt đó là họ gõ cửa đúng một căn nhà rất đẹp <laughs> căn nhà rộng cho nên ông này ông thấy là ô mười người không sao cả cái phong cách của tôi dư sức chứa và đây là những người may mắn còn những người không may mắn thì tội nghiệp vô cùng cho cái việc cái số người chết mấy chục người luôn nữa con số riêng người... liên yeah. uh, ở riêng New York thôi là 27 và đây là hoàn cảnh mà mãi cho đến sáng ngày hôm nay cũng còn đang xảy ra tại rất nhiều, trong đó có phi trường San Diego. Ừ. Hình ảnh mà họ nói liên tục trong mấy ngày qua, mà tin tức mới nhất hai ngày nay, hôm qua tới bây giờ này là Southwest Airlines. Yeah. Bởi vì trong số mấy ngàn chuyến bay đó, hãng Southwest Airlines hôm qua cho biết là hầu hết tất cả các chuyến bay của hãng là cancel, hủy luôn người du khách ở San Diego có người nói tôi đã hết đến ngày tôi phải đi để về kịp nhà vào cuối tuần này thì hôm nay họ cho biết hãng Southwest nói chứ à, cái ngày mà anh có thể bút được là ngày 31 31 tây tháng 12 tức là 30 hay 31 cuối 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 năm tháng, cuối năm mà nếu mà bút cái kiểu đó làm sao về nhà kịp mà không biết được rồi có chuyến bay hay không cho nên đây là cái hoàn cảnh mà tội nghiệp vô cùng à, mình không thể tưởng được đêm giáng sinh có nhiều người ngủ trong sân bay yeah. rồi họ nghĩ rằng có thể là kéo dài cho tới à, cuối tuần này luôn nữa à, và không biết bao nhiêu người thậm chí à, tin tức sáng nay nói rằng nếu mà quý vị đã kẹt nếu mà sang thăm gia đình mà hôm nay về đó bởi vì ngọc lan biết và thưa quý các thính giả họ nói hôm nay ngày mai 27, 28. Triple A nói là cái ngày bận rộn nhất bởi vì người ta lên đường người ta về. Đúng rồi. Một là lên đường về rồi đụng với số người lên rời khỏi nhà đi chơi. Bởi vì một trong những cái tụ điểm mà khủng khiếp nhất là Las Vegas. Ừ. Cuối tuần này quý vị tưởng tượng Las Vegas bây giờ là hết phòng mà không cách gì mà quý vị kiếm phòng được hết. Thì bao nhiêu người chuẩn bị bay và họ nói rằng không có nơi nào vui bằng Las Vegas cho đến rất nhiều người từ miền Đông. Miền Đông bây giờ còn tuyết, còn bão đủ hết rồi sau West Airlines uh, hủy bỏ chuyến bay uh, rồi bao nhiêu ngàn hành khách um, Aware, uh, flyaware, flyaware.com hiện nay cho biết uh, 15.000 chuyến bay bị hủy. Riêng ngày hôm qua thôi là 2.600 chuyến bay hôm qua. Wow cho nên ngày hôm qua nhiều người rời khỏi nhà không về nhà được và họ nói bây giờ họ ở trong phi trường cũng không được vì lý do không thể bút máy bay rồi à southwest á, đưa ra giờ là xin lỗi southwest nói là do cái số người quá đông gọi điện thoại hệ thống điện thoại để mà yêu cầu hỗ trợ đó cũng không làm gì được luôn cho nên ngọc lan không biết được mình trong cái hoàn cảnh như thế nào luôn ra ngoài phi trường thì thấy cancel gọi điện thoại thì không được mà không dám về nhà tại vì khăn gói đục đủ hết rồi đã 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 rời khỏi nhà rồi thì cứ nán lại ở phi trường trong suốt 24 tiếng đồng hồ chúng tôi tiếp tục với phần tin tức này ngay sau phần quảng cáo mời quý vị cùng theo dõi. chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thu Cherry nơi duy nhất bán vàng 4 số có hình bản đồ Việt Nam 714 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 -7889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 189908319 990 8319 princesslife.com. Học khu Huntington Beach Union High School District Khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, chúng tôi đang đề cập đến tình trạng bão khủng khiếp. Họ nói rằng cả thế kỷ qua ở New York và nói chung ở Chicago, nhiều tiểu bang ít nhất năm sáu tiểu bang bị ảnh hưởng. Nhưng mà rồi những cái tiểu bang xa từ xưa tới giờ chưa bị ảnh hưởng đó cũng ảnh hưởng luôn khi, khi họ lạnh Thí dụ như là florida có người than là nhiệt độ xuống còn có ba mươi mấy độ mà thôi à, cho đến giờ phút này sáng nay ở tại san diego hãng hàng không southwest có căn cứ ở đây cũng cho biết là họ hủy bỏ không thể đi được và những người dân ở tại đây người san diego và những ai mà ghé miền nam california để đi chơi đó họ bốc xuống san diego đã sáng nay không có chuyến bay trở về và cái ngày mà sớm nhất có thể được là ngày 30 hoặc 31 Tin tức nói là 31 tháng 12 Thì mọi người vẫn chờ đợi để xem như thế nào Và cái số người mà họ bực bội rồi đủ hết thì chúng ta cũng không thông hiểu được Bởi vì tội nghiệp nhất bé đứa nhỏ chúng tôi nhìn thấy có đứa nó cầm con búp bê nó khóc Bởi vì nó nói ủa tại sao Giáng sinh mà con mình còn ở kẹt ở phi trường này Thưa quý vị ừ. chưa hết cái lý do mà hãng southwest họ bị kẹt đó thưa quý vị rất nhiều chuyến bay từ miền đông bay sang miền tây thì những cái chuyến bay này bị hủy bởi vì máy bay không cất cánh được mà quý vị biết đâu phải là mình đi là chỉ có một chiếc bay thôi chiếc máy bay đó là nó có thể đáp xuống ba phi trường bốn phi trường nó cứ đáp xuống rồi nó lấy hành khách nó bay tới địa điểm khác và như thế từ san diego phải chờ những cái chuyến bay từ New York hoặc từ Chicago. Southwest không có máy bay. Bởi vì bị kẹt hết ở bên Chicago rồi. Thì không có máy bay về đây làm sao mà có máy bay cất cánh ở đây đi được. Rồi những cái chuyến bay mà cắt cánh đi về những nơi khác đó. Thì nó không đi vào trong cái tuyến đường đó. Cho nên họ phải hủy. Sáng nay họ chưa biết là thêm 68% chuyến bay bị hủy. 100 chuyến mà hủy 68 chuyến. Cho nên biết bao nhiêu ngàn người kẹt ở đây Chưa kể là thưa quý vị miền Bắc California Từ ngày hôm qua cho tới giờ phút này Nó đang rơi vào cái tình trạng một trận bão lớn Nó có thể đưa à, vận tốc gió lên tới 5-60 dặm một giờ ở phía Bắc Và miền Nam California từ hôm qua tới giờ chúng ta cũng thấy trời nó âm u Sáng nay trời cũng âm u Mộc Lan nói là có thể là sẽ mưa nữa phải không ồ yeah. dạ oh, yeah, yeah. dự báo thời tiết là ở california ở gần mình đây là ừ. bắt đầu tối nay trưa nay là bắt đầu thấy mưa đó hồi sáng yeah. ngọc lan cũng coi thời tiết thấy là trưa nay bắt đầu mưa qua ngày mai rồi à, cuối tuần này cũng là một cái tuần lạnh lẽo và ừ. ngày tết tây của mình cũng là một ngày mưa yeah. à, ngày tết ồ. tây ngày mưa thì hồi đó giờ mình quen rồi ừ. à, Um, hồi nãy anh thụy đang nói đến cái chuyện mà hãng uh, southwest yeah. thì tối ngày hôm qua đó tối hôm thứ hai đó liên quan đến cái chuyện mà quá nhiều chuyến bay của hãng southwest mà nó bị uh, hủy. trì yeah. hoãn bị, uh, bị hủy bỏ đó thì bộ giao thông vận tải hoa kỳ cho biết là họ sẽ có một cái điều tra riêng về cái hãng southwest này mm. bởi vì cái số lượng các chuyến bay của họ mà do bị hủy đó nó nhiều hơn quá. hết so với tất cả yeah. mm. để xem rằng là có nghĩa là lên đến cái mức họ nói là không thể chấp nhận được đó là đối với hãng Southwest à, như hồi nãy anh Thủy nói là trong ngày thứ hai đó thì hơn 2.800 chuyến bay gần 2.900 yeah. chuyến bay bị bị hủy tức là đến 70% rồi đến ngày hôm nay nè ngày thứ ba thì cũng khoảng 60% tức là khoảng 2.400 chuyến bay bị hủy trong ngày hôm nay cho nên họ nói rằng là tất cả các hãng máy bay đều có chuyện mà bị hủy bị trễ nhưng hãng southwest là nhiều nhất như vậy thì có phải là họ xem xét trong suốt thời gian qua đó xem cái hãng này có phải là do cái tình hình giống như là bất khả kháng là do thời tiết hay là còn vấn đề về cái cách tổ chức của họ nữa thì những cái đó là vấn đề mà họ xem xem xét lại và bây giờ thì bên bộ giao thông vận tải hoa kỳ đang yêu cầu là đối với các chuyến bay nào mà bị uh, trì hoãn mà do không phải vì những cái yếu tố liên quan đến thời tiết bất thường thì cái hãng đó phải cung cấp cái chuyện mà cái giống như là đồ ăn thức uống cho người ta nếu như bị trễ đến 3 tiếng yeah. và nếu như nhiều hơn nữa thì phải cung cấp cái chỗ ở cho họ thì để xem trong thời gian tới thì hãng Southwest họ sẽ trả lời vấn đề này như thế nào. Chứ tối hôm qua khi mà ra cái cái cái, cái nói là sẽ điều tra như vậy thì họ không trả lời báo chí họ chỉ nói là trước mắt là họ xin lỗi thôi xin lỗi chứ họ chưa nói gì hết họ nói sẽ cố gắng họ làm tốt nhất cho khách hàng nhưng mà người ta nói quá nhiều thì đơn giản như chúng tôi đã nói bây giờ không có máy bay bay xuống làm sao có máy bay bay đi mà đâu phải là chỉ có chuyến bay đó đi một chỗ đâu chuyến bay đó đi quá nhiều tiểu bang nó phải dừng lại rồi nó đón khách nó thả người ta xuống rồi mới đi à, có người cũng may lắm ở San Diego mà bay đi Las Vegas vào ngày hôm qua họ nói dự trù là tưởng ra phi trường để bay đến las vegas dễ dàng cuối cùng không có chuyến bay và cũng không có gọi điện thoại được rất là may may cho họ là ngay lập tức họ nói bây giờ từ đây đi Las vegas có mấy tiếng thôi a lê hấp chạy ra một cái mướn chiếc xe chạy lên đó chạy lên đó xong rồi uh, lên đó đây đi, uh, cái đã tính rồi tính sau Tức là quý vị có thể mướn xe rồi thả chiếc xe lên đó hoặc là mướn xe đó đi đi chơi Las Vegas mấy ngày ở trên đó rồi bút vé máy bay từ đó bay về nhà lại ở bên phía miền Đông Hoa Kỳ. Thì có nhiều người và vừa biết được cái tình trạng đó có những người họ lái đi San Francisco hoặc họ, họ lái đi thậm chí sang tới Utah luôn nữa từ San Diego thì họ bắt đầu họ nghĩ tới. Trong cái trường hợp này mình cũng không còn chuyến bay này mình đi thôi thì mình lái đi có người nói thôi chịu khó lái đi vừa đi chơi luôn tám tiếng 10 tiếng yeah. và họ cũng muốn xe L lỡ rồi bây giờ tốn thêm tiền nữa khổ khi mà cái tin tức này được đưa ra đó họ chạy ra họ mướn xe hết xe luôn hết xe. khổ quá. khủng khiếp bao nhiêu người hàng dài để bút thì và khổ thí à, dụ như một hãng avis hertz họ chỉ có bao nhiêu đó xe thôi mà đâu phải là cho những cái này mướn Người khác nếu mà bay vào được, họ đã book hết rồi. Yeah. Thì phải chờ để cho những người đó. Cho nên chỉ có cái số xe giới hạn cho những người này mướn. Thì người nào may mắn, kịp thời, nghĩ ngay lập tức, lái là họ muốn được sang. Nhưng mà ừ. à, thấy bên cạnh những cái tin tức mà về Giáng sinh liên quan đến chuyện bão, tuyết, rồi máy bay bị ngưng, trệ vân vân Nhiều người vật và vật vữ ở phi trường. Yeah. Thì um, Noel vừa rồi có một cái tin khá là thú vị. Ngày Noel là ngày mở quà. Ai cũng nôn nao với những cái phần quà của mình nhưng mà có một cái mà người ta thú vị một cái một cái thằng cậu bé một cái cậu bé cậu này mới có biết đi chập chững thôi thì bố mẹ cậu á giống như là cho một món quà ngạc nhiên khi mà cậu mở ra đó cái cậu la lên é cái này cái củ hành <laughs> cái củ hành mà cậu cảm thấy rất là thích thú và cậu cứ chơi với cái củ hành đó thì người ta mới nói rằng là Ô, một một món quà dĩ nhiên chắc là cậu bé này có thêm đồ chơi khác nhưng mà bố mẹ ý cậu nói là khi mở qua mở quà ra những cái bất ngờ như vậy đó không có làm cho nó cảm thấy là phụng phiểu hay gì mà cái mặt nó rất là rạng rỡ xong rồi bố mẹ nó nói là ờ nó sẽ chơi với cái củ hành đó trong vài ngày nữa lúc mà nó nhận được như vậy thì ngọc lan thấy mỗi mùa giáng sinh những cái bậc cha mẹ đó bên cạnh những cái món quà tử tế <laughs> theo ý, ý nguyện của nó thì cũng có những cái gia đình người ta tổ chức chơi những cái mà Ví dụ như vậy, một món quà bất ngờ mở ra không biết đó trong đó là gì nhiều khi một củ khoai lang, củ hành hay là cái gì đó nhưng mà có đứa thì nó sẽ biểu lộ cái sự thất vọng nhưng mà như cái thằng bé này nó mặt nó rất là vui. đang nói cái trò chơi của người Mỹ White <laughs> Elephant, con voi trắng. Tại sao có con voi trắng và cái trò chơi này nó như thế nào? Chúng tôi đã chơi suốt mấy chục năm nay, vui lắm. Mời quý vị tiếp tục theo dõi tin tức của cả ngày sáng ngay sau phần quảng cáo.

Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 -7889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ 1-800-990-8319 princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District ơn sự theo dõi của quý các thính giả gia đình của chúng tôi đông á, giống như gia đình của Ngọc Lan, á. cho nên trong suốt mấy chục năm nay từ hồi sang Mỹ tới giờ hầu như năm nào cũng họp với nhau mà mỗi lần họp á là từ đứa nhỏ nó xíu bây giờ nó lớn trồng ngồng rồi mà chuyên môn chơi cái trò trao đổi quà nhưng mà ăn cắp cái quà đó cướp cái quà đó của người khác à, người Mỹ họ gọi là white elephant nhưng mà rồi cũng có những cái rule ví dụ như là gọi là gift exchange nhưng mà trong đó có cái độ xí ngầu Ngọc Lan Bên à. phía gia đình chúng tôi chơi chứ thầy là đơn giản hơn là cái này. Cái này thì họ, họ rất là phức tạp. À, dùng cái xí ngầu đổ. Chúng tôi đưa ra một cái, cái luật rất là đơn giản. Nếu mà người đó đổ hai cái viên xí ngầu mà ra nó double. Tức là hai cái con số nó giống nhau đó. Thì được quyền đi lấy gift của người kia. Ừ. Với điều kiện trong vòng 5 phút tới 10 phút thôi. Thường thường là chúng tôi đặt, đặt ra thời hạn trong vòng 10 phút. Có tới mấy chục người lận. Hai ba chục người chơi lận. Thì... Um, Mỗi một người khi đến tham dự mà muốn chơi đó, phải mua món quà rẻ nhất là 2 triệu đồng. Năm Mấy năm trước thì không có lạm phát thì có 10 đồng thôi, nhưng mà năm nay thì 20 đồng. Người đó mang món quà tới, đúng giờ đó, mỗi người sẽ lấy một cái món quà về phía mình, xong mở ra hết cho người đối phương xem. Thế là tất cả có thì giờ để đi một vòng xem những cái món quà nào mình thích nhất. Thí dụ như Ngọc Lan thích nấu ăn thì có nguyên một cái bộ đĩa đẹp, thí dụ như vậy. Thì Ngọc lan nói, ồ oh, một lát tới phim mình, mình sẽ cướp cái đó. Thì thưa quý vị, sau đó bắt đầu vào chơi là bắt đầu đổ suy ngầu. Thì có cuối cùng thì 10 phút đồng hồ hết. Thì cái sự giành giật đó mới là khủng khiếp. Bởi vì có một món quà mà chúng tôi biết một năm nó bị cướp tới 5 tới 7 lần luôn, bởi vì món quà đó ai cũng thích hết. Rồi chưa kể là có những cái món quà có những người họ chơi ác lắm, họ không có mua hai triệu đâu, họ mua 100 đô la Đúng tiền vậy. gift card. Thế là họ mang 100 đô la tiền gift card họ để xuống, người kia biết được 100 thế là chỉ nhắm cái đó để tranh giành thì có gia đình thì vui nhưng mà ngọc lan có nói là gia đình ngọc lan thì bị ông <laughs> có năm ông già có nằm, cấm. Uh, tại vì nhà ngọc lan thì con cháu đau lắm có một năm cũng bày ra chơi cái trò đó tức là mình có quà rồi nhưng mà đến hồi cái mình thấy cái quà kia ok thích yeah. hơn mình qua giống mình lấy cái lại của họ mình lấy ừ. cái đó thì họ sẽ phải đi lấy cái khác cái xong okay, cái ông bà nhà nói thôi trời ơi này không có vui vậy trơn á tự nhiên quà của người ta cái đến danh này không được chơi nữa cháu của tôi hồi <laughs> đó nhỏ đó nó khóc quá trời luôn đúng là nhiều nhất là mấy đứa nhỏ nó có nó nó thích nó bị giành nhưng mà ngọc lan thấy á uh, thí dụ như sắp đến uh, dịp năm mới này hay là tết tết uh, tây sắp tết ta sắp tới đó có một cái trò chơi nữa mà oh, nhà có đông đó. con cháu chơi ngọc lan thấy ở này là nhà của bạn thảo ờ uh hòn -huh, chủ chợ đông ba con cháu đông chơi vui lắm uh, cũng một cái phần quà một cái thùng quà đặc biệt chưa biết cái gì nhưng oh. mà mỗi đứa sẽ được quyền đứa nào mà mở được các đứa đó sẽ lấy mà oh, quý vị wow. sẽ thấy cái cách chơi á là cái đứa thích. đó phải được cái mang cái bao tay và làm bếp vô đội cái nón vô rồi làm xong rồi để... xé <laughs> được cái thùng <cười> <cười> có nghĩa là rất là khó à, để mà, mà xé ra nhưng mà cứ hết đứa này chuyển qua đứa khác để đứa mà nào, đứa đó nào đó mở thì nó chỉ được 30 giây để mở thôi phải không, không đứa đó nó phải giống như anh thủy ví dụ như đổ xí ngầu đứa nào cao nhất thì đứa đó mới được cái đến phiên nó chứ không phải là được tuần tự hay là xong rồi cái có nhiều cách để mà đến lượt đứa nào nhưng mà quý vị thấy đó đây là một trò chơi mà ngọc lan thấy là nhà ai có nhiều con nít á chơi cho nó chơi cái này thú vị gói bằng băng keo đủ là hỏi thứ áo luôn. Yeah, bây giờ quý vị nhìn thấy nó đội cái nón rồi nó mang cái bao tay đó vô làm sao nó vật vã với lại cái gói quà đó để nó banh được cái, ở, lấy được ở trong cái món quà đó ra. Tết chơi à. cái trò này vui. Đúng. Trong cho nên đó là ra vui thấy... một lượng vàng. Cái <laughs> món quà đó phải xứng đáng một tí. thì đó. Yeah. À, thì đó là một số những cái vui vui ở trong cái ngày ngày uh, Noel. Bây giờ quay trở lại uh, tình hình California, quý vị. À, dân số tiểu bang California Tiếp tục sụp giảm oh. Tiếp tục sụp giảm oh. à, Ở đây người ta đã đưa ra uh, Trong đó nè Tiểu bang California nhìn Xem cái thống kê của tháng 4 Năm 2020 đó Thì dân số là 39 triệu 538 ngàn người Nhưng mà đến uh, Tháng 7 của năm 2021 Thì bắt đầu nó sụp đi Nó sụp uh. đi gần 4 100.000 người, wow. gần 400.000 người, wow. tức còn là 39 triệu 142.000 người thôi. Oh, Và đến tháng oh. 7 của năm nay thì nó lại sụt tiếp. Mặc dù nó không nhiều giống như hồi đại dịch, nhưng mà nó sụt xuống cũng hơn 100.000 người, 100, tức là còn 39.029.000 người xâm thính thì đây là một cái con số uh, sụt giảm họ nói mặc dù là tiểu bang California là cái nơi người ta tụ về trong mỗi dịp lễ Tết, người ta muốn đi du lịch đến đây, người ta muốn đến đây để tránh cái bão tuyết này nhưng dân số vẫn tiếp tục sụt giảm. Uh, trong khi đó đó cái tiểu bang mà dân số tăng lên nhiều nhất trong thời gian qua đó là Florida. Oh, Florida yeah. uh, vào um, năm 2020 á uh, thì dân số đây là 21 triệu 538 ngàn nhưng mà qua năm 2022 wow. đó thì tăng lên tăng lên gần uh, 300.000 người, ừ. gần 300.000 người và đến năm nay đó quý vị từ 21.800 mà đến năm nay là tăng lên 22.244.000 người có Hai, nghĩa là tăng lên, triệu. Uh, dạ triệu 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 <cười> quên <cười> triệu, uh, cái này là cũng tăng lên mấy trăm ngàn người nữa, trong khi California thì vậy là cali giảm. đi sang đó nhiều lắm, uh, không cali biết... đi sang Texas với lại Florida nhiều đúng hả? rồi mà bên cạnh đó New York cũng vậy, New York cũng là sụt giảm, bị giảm đi uh, à. Texas là tăng lên, uh, Florida là tăng lên, rồi uh, trong khi đó New York là Pennsylvania thì là giảm đi, uh, mấy tiểu bang miền đông á cảm giác là họ giảm đi uh, nhiều hơn À, còn lại những cái tiểu bang ví dụ như là uh, Ohio oh, thì oh, lại là uh, có sụp đi nhưng mà nó, nó ít lắm, rất, chục rất là ít yeah. uh, North Carolina thì cũng tăng mà tăng lên chút chút Nhưng mà Cali là dạ, sụp nhiều đó Nhưng mà nói chuyện tăng ngay xuống đó tôi thấy cũng ở đây tôi thấy nó đông hơn đó Tại vì nhà cửa ở vùng quận Cam nè, LA cũng vậy nữa Tôi đi một vòng thấy nhà bây giờ họ xây khủng khiếp luôn. Vẫn tiếp tục xây. Ừ. Rồi uh, đi đến đâu cũng đông. Đi ăn nhà hàng thì chưa bao giờ mà thấy đông như vậy. Vô Costco, đi trong Walmart. Nó khác hẳn đi. Cho nên mình nói thì nói. Cái số người đã rời khỏi California. Nhưng mà họ tụ về ở những cái địa điểm chính. Những cái thành phố lớn. Ha, thì rồi. lại tiếp tục đông. Yeah. Cho nên bù qua sớt lại nhiều người họ đi thì họ sang các tiểu bang khác nhưng mà những người này có thể là sống ở phía bắc hoặc là sống ở những cái vùng gọi là bây giờ gặp khó khăn cho nên họ không thể tiếp tục với cái, cái, cái chi phí cao như thế nhưng mà ở trung tâm các thành phố chúng ta thấy cái tình trạng nó vẫn đông đúc như thường một cái tin không vui nó xảy ra vào khoảng sau 12 giờ sáng ngày hôm qua cũng may mắn là có người thấy kịp thời chứ không thôi là một đứa bé đã chết vào dịp giáng sinh cái chuyện nó oái oăm mà như thế và đây là hình ảnh của một người phụ nữ người ta rất là thắc mắc à, đây là cô gái có tên là alexandra Eckersley Eckersley lại là từ một gia đình nổi tiếng với ông bố đó là cầu thủ bóng chày nổi tiếng ho đó phêm luôn mà không biết vì lý do nào bị tâm thần hay như thế nào đó mà cổ bỏ vô cô sống trong rừng trong cái khu rừng mà hôm đó như thế nào đó cổ mang thai cổ đẻ ở trong rừng luôn có người nhìn thấy có thể là bạn trai trong nguồn tin không nói có thể là những người homeless khác gần đó thấy cổ lúc mà sinh con nó la thét quá thì sau nửa đêm thì họ mới gọi cảnh sát Tức là bước sang ngày thứ hai, tối chủ nhật, bước sang thứ hai, họ mới gọi cảnh sát. Thì cảnh sát tới nơi và đứa bé nó như thế nào. Mà nó cái nội vụ nó xảy ra trong một cái hoàn cảnh mà nhiệt độ lúc đó có 18 độ F thôi. Wow. Dưới không độ C. Chúng tôi tiếp tục với phần tin tức này ngay sau phần quảng cáo mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Cherry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319 princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District Khi gửi đến quý vị phần quảng cáo chưa tôi này đề cập đến một tình trạng tội nghiệp đưa bé sinh ra nhưng trong trường hợp này may mắn vô cùng. À, đây là cô gái tên là Ashley, con gái của một người cầu thủ nổi tiếng năm nay 26 tuổi. Không biết vì lý do nào có thể là tình trạng tâm thần trong thời gian qua không sống ở nhà mà cứ đi sống vất trong bụi rậm và sáng sớm thứ hai tức là hôm qua thưa quý vị thì có người nghe thấy cô la hét thì gọi điện thoại 911 may mắn vô cùng vừa gọi xong một cát là chút xíu nội vụ nó xảy ra ở tiểu bang New Hampshire à, thành phố tên là Manchester tại nơi đây có rất nhiều các không phải là rừng nhưng mà cái khu rừng rậm nó cũng gần nhà thì nó thưa thớt thì quý vị đa phần nó đi vào trong cái khu vực này thì thì nhà nó xa xa nhau rồi một bên là cây cối thì cô ấy sống ở trong đó thì cô đẻ ở trong đó luôn thì có người hay chắc cổ la hét gọi điện 911 tới khi mà tới nơi đó cảnh sát hỏi cô à, cô mới tôi mới vừa nhận được báo cáo là cô vừa sinh con thế là đứa nhỏ ở đâu thế là cô chỉ mà cô chỉ bậy thưa quý vị không muốn cho cảnh sát biết con của mình đâu nữa tại sao lại muốn giấu con như thế cảnh sát mất một tiếng đồng hồ để đi tìm bởi vì cổ ra ngoài đường lớn rồi Thì cũng có chị Thì ông mấy ông cứ vô cái chỗ đó đó Có cái lều đó Thì cảnh sát vào không thấy gì hết Thì họ phải cử mấy chục người ra Thiện nguyện đủ hết Đi hết tất cả các khu vực cuối cùng Mới tìm thấy Mà không biết vì lý do nào đó Đứa bé nó không khóc Nó lại em im vậy đó Mà nhiệt độ lúc đó đang rất là lạnh Và cũng may mắn là họ tìm được đứa bé Và ngay lập tức nó gần chết đứa bé nó trần truồng luôn nữa, người mẹ bỏ đứa bé đó bỏ đi ra ngoài đường. Thì may mắn nghĩa là cảnh sát cấp cứu tới gói đứa bé lại cho nó ấm làm ấm nhanh lập tức rồi hô hấp nhân tạo rồi cho thêm những cái thứ sữa vân vân cần thiết để cho nó bú liền. Thì hôm nay bản tin ghi nhận nó sống. Thằng bé trai nó sống. Còn người mẹ thì đến sáng nay thì xuất hiện ở ngoài tòa lần đầu tiên và đương đầu với nhiều tội danh trong đó có tội danh nói dối với cảnh sát luật lệ ở New Hampshire tương tự như rất nhiều các luật khác ở California cũng thế cho phép người phụ nữ được quyền không thích đứa bé thì dâng hiến cho nhà thờ hoặc tới bệnh viện Cứ chỉ cần nói là Ô, tôi không muốn nhận đứa bé nữa thì sở xã hội sẽ nhận ngay đứa bé họ có những cái luật lệ rõ ràng và hỗ trợ cho bà á luôn hỗ trợ cho những người mẹ đơn côi như thế này mà sinh con họ hỗ trợ nếu trong trường hợp không nuôi con họ sẽ nuôi dùng rồi vì sau này nếu mà thấy nghĩa là cảm thấy đời sống nó ổn định lại họ người đó có thể quay lại để nhận đứa con cho nên họ có cả một những cái chương trình rất là tốt đẹp như thế mà không biết vì lý do là nhiều người nói là do cái tình trạng tâm thần mà ra tâm thần một lần. Yeah. cũng nghĩ như vậy. Yeah. Uh, thưa quý vị uh, khi mà đọc cái bản tin uh, cái sự mà thay đổi về lương bổng của năm 2023 đó hôm tuần trước thì ngọc lan đã nói là bắt đầu từ 1 tháng giêng năm 2023 thì uh, lương tối thiểu của tiểu bang california sẽ là 15 đồng rưỡi uh, không có phân biệt là cái doanh nghiệp đó nhỏ hay lớn hết trước đây thì có phân biệt bây giờ là bắt đầu 1 tháng giêng này thì là không có phân biệt nhưng mà uh, đến ngày hôm qua đọc cái tin rằng là có 27 tiểu bang sẽ đều có tăng lương ừ. ở trong năm 2023 thì lại một cái sự sốc nữa là mới biết rằng là đến bây giờ vẫn còn 15 tiểu bang giữ cái mức lương minimum của liên bang dạ. tức là chỉ có 7 đồng 25 một giờ hơi thôi. Lý, liên bang 7 tăng đồng lương, ha. 25 một giờ họ nói đây ừ. là cái mức mà kể từ năm 2009 đến bây giờ chưa có hề tăng tức là mười, mười mấy năm rồi đó yeah. vẫn là ở trong đó có mười lăm tiểu bang lận. mà quý vị nhìn thấy ví dụ north dakota nè rồi kansas nè rồi oklahoma nè rồi texas mới là ngạc nhiên texas mà lương yeah, như cửa mình bây chỉ giờ nó có bảy cũng... đồng hai mươi lăm thôi à, trong khi đó nhiều tiểu bang thì họ sẽ bắt đầu tăng ví dụ như là nevada thì hiện bây giờ nevada đang là mười một đồng hai mươi nhưng mà thật ra cái này đó là dành cho những cái um, Doanh nghiệp nào mà họ có cung cấp bảo hiểm cho nhân viên à, Sorry, không cung cấp bảo hiểm cho nhân viên ừ. Còn nếu như cái chỗ đó mà có cung cấp bảo hiểm cho nhân viên đó Thì cái mức này chỉ có yêu cầu chỉ có là 10 đồng 25 mà thôi à, Riêng với lại tiểu bang Oregon Thì à, mức lương này sẽ tăng lên 13 đồng 50 đô la kể từ tháng 7 ừ. Tháng 7 mới tăng thì quý vị sẽ thấy ở đây nhiều cái mức lương ở đây họ ghi ra trong năm 2023 nhưng mà có tiểu bang họ sẽ áp dụng mức lương này bắt đầu từ ngày 1 Tây ví dụ như là California nhưng mà có những tiểu bang họ sẽ áp dụng bắt đầu vào tháng 7 Ngọc Lan cũng chưa hiểu tại sao cái mốc là tháng 7 à, họ ấy áp dụng cái mức lương này à, trong đó đó thì tiểu bang hiện bây giờ tiểu bang mà cái mức lương mà cao nhất đó, à, nơi cao nhất không phải là tiểu bang mà là Washington DC là à. 16 đồng 16 đồng 1 giờ Nhưng mà uh, cái mức đó sẽ lên đến là 16 đồng 10 cent Vào tháng 7 DC đắt DC. lắm DC Hiện bây giờ đó Nhà, là DC cửa, Mọi thứ Ra ngoài mà nó không ra được cái DC nó chút Tên chút Tại chút, vì nó nhỏ chút, chút, quá đó chút, Mình chỉ nhìn thấy được là 16 đồng đây Nhưng mà ra ngoài Đi, nó đi vào Maryland, Virginia thôi tẻo còn. Mà, Tí tẻo ở đây thôi Thì uh, Ngoài DC hiện bây giờ là 16 đồng DC và đến tháng 7 khiếp. sẽ lên là 16 đồng 10 sen thì kế đến là California đó là mức lương tối thiểu cao nhất so với tất cả các tiểu bang mà tính ra 17 đồng 50 sen nó hơn gấp đôi cái lương minimum wage của, của liên Trên bang. Trên thực tế rất khổ, chúng tôi thấy cái điều nó vô lý là muốn tăng lương thì quốc hội phải thông qua mà quốc hội thì thông qua cho mới vừa ngân sách vừa rồi đó là binh sĩ được tăng lương nè, nhân viên chính phủ rồi kể cả mấy ông nghị nữa cũng muốn là tăng lương theo cái mức lạm phát bởi vì an sinh xã hội cũng tăng nhưng mà họ lại không thảo luận về cái việc tăng lương tối thiểu liên bang à, đây là một cái vấn đề mặc dù mình nói là bảy đồng hai mươi chứ thật sự bây giờ tại texas ngọc lan có những cái công việc bảy đồng hai mươi không ai làm hết cho nên nói là bảy đồng hai mươi để làm gì cái tiêu chuẩn minimum một người chủ trả cho nhân viên phải là 7 đồng 25 mà nếu trả thấp hơn 7 đồng 25 thì bị mà tù giáng chịu yeah. nhưng mà họ không có bị bắt phải trả hơn cái số đó mặc dù mướn một người làm bồi bàn rửa chén không có ai làm với cái giá 7 đồng 25 nữa bởi vì thực sự làm sao họ có thể sống nổi với cái tình trạng mà lạm phát như thế vô lý ha lạm phát tăng thì lương tối thiểu liên bang phải tăng Ấy vậy mà họ lại không thảo luận về tương lương tối thiểu tăng. Rồi. Vẫn còn 15 tiểu bang vẫn áp dụng cái này. Quá Thế nhiều. Tức là nếu mà họ trả đó là không ai kiện họ được hết. Đúng. Mà Ngọc Lan thấy ừ, cái mức này là đi. nói là từ năm 2009 đến bây giờ yeah. trước đó là nó có 6 đồng mấy. Rồi tăng lên là 7 đồng 25. Mà cái thời điểm đó cứ nhớ đi mua mua một vỉ trứng trong Costco có hơn một đồng thôi. Mà bây giờ một vỉ trứng đó với cái lương giờ này mua chưa được hai vỉ bao giờ U trứng bị là đắt U lắm. U yeah. Tin tức nói uh, tuần rồi á uh, là năm nay trứng 10 đồng có nơi đó vỉ một chục, năm đồng mấy, có nhiều người phải trả 5 đồng mấy. Còn nếu mà Ngọc Lan vào mua mấy cái trứng mà gà đi bộ này nọ đắt lắm. 10 10 ờ... đồng mười mấy đồng á, 11 đồng á. Hôm hôm cuối tuần Ngọc Lan đi Costco mua thì trứng có chứ không phải là không Thế nhưng có mà trứng bán vàng giới không? hạn. Trứng, có, có trứng, có trứng nhưng vàng. mà bán giới hạn quý vị, tức oh, là mỗi người à. chỉ mua được có hai hai vỉ thôi chứ không phải là hai vị tức là, 20, tức là hai chục tức là hai mươi bốn trứng hay không, là à, họ có nhiều loại có à. loại á, thì nó hai cái case lớn như vậy cũng được mua hai cái à. mà ai mua cái hộp nhỏ nhỏ trứng trắng cũng hai cái mua cái loại trứng vàng cũng hai cái miễn mua cái gì chỉ có giới hạn là hai thôi chứ không được mua nhiều hơn yeah. hôm nay Ngọc Lan làm bánh rất là ngon cảm ơn Ngọc Lan rất nhiều tốn trứng <laughs> tốn thêm tiền mua trứng mọi thứ đều lên Rút Noel rất tuyệt vời Cảm ơn Ngọc Lan nhiều lắm mà chúng ta tiếp tục với thời sự thế giới ngay sau phần quảng cáo. Hẹn gặp lại anh Thụy và quý vị vào chương trình sáng ngày mai.